Và cái số 5 mà ta muốn nói với các bạn đó là các bạn cần phải ăn mừng với cái cảm xúc của mình tại mỗi một thời điểm. Chúng ta hãy biết cái điều đấy. Chúng ta hãy quay ngược lại, nếu như chúng ta đang không có niềm tin, không có niềm vui của mỗi ngày thì sao? Thì chúng ta hãy nghĩ đến cái niềm vui trước đó. Hãy nghĩ đến cái khoảng thời gian chúng ta làm tốt trước đó. Hãy làm cái điều này thường xuyên các bạn ạ. Nếu như các bạn đang làm bán hàng, các bạn đang có khách hàng, các bạn hôm ngày hôm nay tìm được một khách hàng mới thì các bạn cần phải biết ăn mừng với cái điều này. Hành động của mình ăn mừng có thể là say yes được không nào, high five với bạn mình ngay lập tức đúng không, high five với cái người đồng đội của mình đấy. Các bạn cần phải ăn mừng, neo lại cái cảm xúc đó, để vì cảm xúc nó sẽ giúp cho não của mình thăng hoa, cảm xúc nó sẽ giúp cho mình không có bị tụt mood. Các bạn cứ phải hình dung là điều như vậy. Cho nên cái việc mà mình chọn một người bạn đồng hành rồi, để cùng mình rồi, thì điều đó có nghĩa rằng là mình cũng phải cần biết tạo cảm xúc. Tạo cảm xúc. Tại sao ta lại nói cái điều này? Cái điều này thật sự may mắn đó các bạn. May mắn là ở chỗ đó là khi mà năm 2009 đến 10 ta ra làm việc, ta ra có những người bạn tuyệt vời. Đó là những người mà chuyên đồng hành cùng với ta ra, cùng làm việc với nhau và cùng ăn mừng với nhau, cùng đưa ra những game show với nhau. Đó là gì? Cá độ với nhau coi là ai chạm được cái đến cái đích trước thì người đó, người 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 đó sẽ được người còn lại đó là gì, mời đi ăn. Đấy là những cái buổi, thậm chí đó là gì, chỉ những là buổi cơm trưa với một cái khẩu phần ăn chỉ có 25-30 ngàn thôi, nhưng mà nó lại làm cho mình cảm xúc nó được thăng hoa, và nó làm cho mình, đó là gì ạ, làm cho mình càng có thêm được động lực để mình chiến đấu ở ngoài kia. Cho nên mình cần phải có hành động và ăn mừng. Hành động ở đây đúng nghĩa là chúng ta hãy làm việc mỗi ngày vì chúng ta đã có mục tiêu của hàng ngày rồi đúng không nào. Hành động ăn mừng và tạo cảm xúc, hành động ăn mừng để tạo ra được cảm xúc, hành động làm việc được không nào, và ăn mừng để tạo ra được cái cảm xúc, neo lại cái cảm xúc. Tại sao Tara vẫn nhớ được như in của những cái nắng ngày năm trước, hơn 10 năm trước Tara vẫn nhớ được những cái đập tay với bạn của mình, nhớ được những buổi ăn cơm trưa với bạn của mình, và nhớ được những cái buổi là gì ạ, là ăn mừng nhảy cùng nhau, nhảy lên như điên. Tại vì sao? Vì đấy là cái điều mà chúng ta tạo cảm xúc làm việc. Nếu như các bạn đi đến một công ty mà các bạn không muốn vào công ty đó thì chúng ta hãy xem lại. Chúng ta đi đến một công ty mà chúng ta là gì, chúng ta làm cho một cái không khí nó ủ rũ thì chính chúng ta là người đã thất bại. Chúng ta hãy mang đến cái công ty đó những cái gì ạ, những cái không khí tích cực, những cái điều vui hớn khởi để mà chúng ta cùng nhau làm việc. Đấy là mới là điều quan trọng đấy các bạn. Nếu như các bạn không có những cái điều đó thì đôi khi các bạn cảm giác các bạn muốn bỏ nghề. Vì sao ta lại nói điều này? Có những bạn làm 4 năm rồi, 5 năm năm thậm chí đúng không nào, khi gặp thị trường đang đóng như thế này nữa các bạn vẫn muốn bỏ nghề mà. Vì sao? Vì các bạn không nêu được cảm xúc, các bạn không có được những cái nốt thăng hoa để mà mình cảm giác rằng là cái nghề này nó tuyệt vời với mình biết bao nhiêu. Đấy là cái điều mà ta đã thấy được rằng là ngay chính trong lòng con người của mình, cho dù bất kỳ nơi nào, nếu như những bạn nào đã từng tiếp xúc với ta ra, các bạn thấy rằng là à, lúc nào cũng vui như Tết và lúc nào cũng có những cái năng lực tích cực. Thực sự đó là cái điều chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta phải tự tạo cảm xúc cho mình bằng cách đó là neo lại cái cảm xúc, hành động nó, làm nó liên tục được không nào, làm nó liên tục. Hãy comment cái điều đó nếu các bạn cảm thấy điều này là rất đúng với mình và cảm thấy rằng là điều này là điều rất cần thiết để mà mình có được cái công việc tốt của mình, có được cái sự bán hàng tốt nhất. Bán hàng nếu các bạn không có cảm xúc tốt các bạn cũng không bán được hàng. Các bạn làm việc nếu như các bạn cảm giác là gì ạ, là cái điều mà mình giống như là mình muốn ngày mai mình vẫn muốn lên công ty làm tiếp, ngày mốt mình muốn lên công ty làm tiếp thì sao ạ, thì đó mới là cái điều cảm xúc của các bạn giúp cho các bạn cả thăng hoa và bán được nhiều nhiều hàng nữa, và các bạn để quên đi cái dịch Covid ở ngoài kia. Nếu các bạn không tạo được cái điều cảm xúc đó thì ngay lập tức ngày hôm nay các bạn cần phải biết làm cái điều này. Đấy chưa nào, bao nhiêu số các bạn thấy cái điều này rất đúng thì hãy comment là rất đúng. Tại vì sao, con người mà chúng ta đang có những cảm xúc, chúng ta cần phải có cảm xúc yêu đương, chúng ta cần phải cảm xúc thăng hoa, chúng ta phải cần phải có niềm vui, chúng ta cần phải biết ăn mừng những cái cuộc đời đấy, là những cái nốt. Tại sao các bạn thấy rằng là cuộc đời mình nếu như các mình cứ làm được những cái điều đó thì sao ạ, mình lại có thêm một cái nguồn máu mới để mình bơm sức sống cho mình để mình tiếp tục công việc này. Đó là lý do mà ta đã nói thật rằng là khi kể cả thị trường đáy như thế này thì sao ạ, thì lúc nào ta đã cũng tin chắc rằng là người ta cứ hay nói rằng là
đã sống qua được cái mùa trăng lũ của hơn 10 năm trước rồi, thế bây giờ không còn sợ chết nữa. Trên thực tế nó là gì ạ? Nó là cảm xúc của các bạn, được chưa nào? Và lúc đó ta đang hai thời điểm hiện tại bây giờ, những lúc khó khăn nhất, thì ta lại nhớ lại những cái cảm xúc mà mình vượt qua từ cái khó khăn để mình đạt được cái thành công. Mình đã nêu lại cái điều đó được rồi, cho nên đó là cái lúc mà bơm máu lại cho mình và mình lại tiếp tục chiến đấu ở ngoài kia. Thậm chí đó là gì, cuộc sống các bạn biết mà, thuyền to thì sóng lớn, đúng không nào? Và ta nói thật sự đó là đôi khi bán hàng nó lại là một niềm vui, và chính những cái niềm vui đó nó giúp cho mình lại gì, tiếp tục những công việc của ngày hôm sau. Đấy, đấy là cái điều mà Tara muốn chia sẻ với các bạn. Ở đây ngày hôm nay Tara không có dạy các bạn kỹ năng gì cả, vì kỹ năng các bạn có thể học hoài ở ngoài kia các bạn ạ. Được không nào? Kỹ năng nào là chốt sale, nào là tele sale, nào là everything các bạn có thể học, học trên YouTube của Tara hoặc học thêm một số các thầy ở ngoài kia. Các bạn đều có, hoặc thậm chí nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể học lại cái khóa K4. Được không nào? Tại chương trình khóa K4 cũng sẽ được học về những cái kiến thức đó, những cái kỹ năng đó. Kỹ năng ai mà chả biết, nói hoài luôn. Nhưng các bạn có làm hay không, có hành động hay không? Các bạn thiếu những cái hành động xác thực, các bạn thiếu được những cái gì ạ? Những cái mục tiêu của hàng ngày mình phải làm. Các bạn thiếu những cái đó là gì? Tìm cho mình một cái người để mà mình dẫn dắt. Cho nên nó là gì? Đó là cái điều quan trọng các bạn. Các bạn hãy phá bỡ những cái tảng băng đó, nếu như các bạn đã gỡ được hết những tảng băng đó rồi và các bạn có thêm được cho mình những cái điều mới mẻ này, thì ta đã tin chắc rằng là các bạn sẽ có được một công việc kinh doanh thuận lợi và các bạn vẫn sẽ bán hàng được tốt ở ngoài kia. Và đây là cái điều tuyệt vời nhất, và những cái yếu tố đó nó sẽ cấu thành nên một con người tích cực,